bỏ vô thùng nó qua. Đầu á. Then yeah. Oh, you gotta go there. That's fine. Xin chào các bạn. Hôm nay mình quay đi đi bầu cử ở Úc các bạn. Năm 2022 các bạn. Hôm nay ngày 21 tháng 5 các bạn. Ngày bầu cử ở Úc ngày thứ bảy các bạn. Đây cũng có không khí bầu thì cũng chia ra nhiều địa điểm lắm các bạn. Ít người thôi, tại vì chia theo khu vực nhiều người đó, nó giảm rồi thêm tập trung nhiều quá thì nó không tốt mà. Xe cũng còn trống. Có buồn buồn mọi người đứng riêng các bạn. Một người là đứng riêng một buồn các bạn. Đây mà không nói chuyện lớn nữa nha các bạn. Mày là xe lo là bên đảng ấy nè. Một thằng. Mày bỏ thôi ta. Một thôi còn xuống đây gạch một ở đây số 2, số 1. Số 1. Ừ. Số 1 tiết nè. Ừ, 1. Số 1 và số 2. Số 2 nè, 2 đây đi. 3 nè. Cái ông này thiệt tình nó xuất ra đầu gì thiệt tình đấy chứ. Ủa? 4. 4 đi. Lại đi. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Thêm 1 thằng nữa thứ 6. Rồi đã đi, thằng nào cũng được gạch mẹ đi. Rồi. Ủa tới số 9 rồi hả? Ừ. Đại đi. Rồi. Cái này là số nào cũng là số 1, cái này cái 6 thôi phải không? Đây thì muốn gạch đây số 1, số 1. Xem video mà thấy mình muốn ủng hộ đảng nào
cái tự do lao động đó, thì mọi người để lại một cái bình luận coi có chính xác không mọi người. Rồi, thank you mọi người đã xem video của Long nha. Bye mọi người. Rồi, bỏ vô thùng nha mọi người. Rồi. Cho nó. Ngang chưa? 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 Ngang chưa?